Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của chủ hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Hôm nay, Đại hội đồng IPA 42 khai mạc trọng thể theo hình thức hội nghị trực tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh ra chỉ thị số 11 về tăng cường giãn cách xã hội. Xây dựng cơ sở dữ liệu cung ứng tiêu thụ nông sản toàn miền Bắc. Vận tải biển toàn cầu giảm 10% trong năm 2020. Thưa quý vị, nhân dịp khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42, Đại hội đồng IPA 42, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi thông điệp chào mừng đến Đại hội đồng IPA 42. Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ASEAN hơn lúc nào hết cần thể hiện tầm nhìn đúng đắn, bản sắc đoàn kết, gắn bó và năng lực tự cường của một cộng đồng để vững vàng vượt qua mọi khó khăn tiến về phía trước. Sau đây, truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư. kính gửi ngài Abdul Rahman Taib Benin Orang Kaya Seri Laila, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện ASEAN ipa Chủ tịch Đại hội đồng IPA lần thứ 42. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới ngài Chủ tịch, các vị Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn các nghị viện thành viên, quý vị đại biểu tham dự Đại hội đồng lần thứ 42 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN do Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đại hội đồng IPA 42 được tổ chức trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tác động nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống của người dân ở các quốc gia, cùng với đó là các thách thức cả dưới góc độ truyền thống và phi truyền thống, đe dọa môi trường an ninh và ổn định ở khu vực chúng ta. ASEAN hơn lúc nào hết cần thể hiện tầm nhìn đúng đắn, bản sắc đoàn kết, gắn bó và năng lực tự cường của một cộng đồng để vững vàng vượt qua mọi khó khăn tiến về phía trước mọi bước đường phát triển của cộng đồng asean không thể thiếu vai trò quan trọng của kênh lập pháp mà đại diện là ipa và các nghị viện thành viên tôi nhiệt liệt hoan nghênh tiến trình hợp tác và phát triển vững mạnh của ipa những thập kỷ qua cũng như sự đóng góp ủng hộ tích cực của các nghị viện thành viên ipa đối với chính phủ các quốc gia thành viên asean nhằm duy trì môi trường hòa bình an ninh ổn định ở khu vực thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững hướng đến người dân và lấy người dân làm trung tâm IPA đồng hành, ủng hộ chính phủ các nước thành viên kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần đó, tôi đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng IPA năm nay, phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số, bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Chủ đề có tính thời sự cao, đặt ra yêu cầu thiết thực trong hợp tác nghị viện ASEAN, phát huy vai trò của kênh lập pháp, đồng hành cùng kênh hành pháp trong đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số thu hẹp khoảng cách số và bất bình đẳng số hướng tới kỹ thuật số bao trùm trong cộng đồng ASEAN. Trong giai đoạn khó khăn thử thách hiện nay, tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kênh lập pháp các nước ASEAN thông qua IPA và các nghị viện thành viên như một trụ cột phối hợp nhịp nhàng và bổ trợ hiệu quả cho nỗ lực của các chính phủ củng cố sức mạnh tổng thể của ASEAN vượt qua sóng gió, tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng cộng đồng. Với niềm tin đó, tôi khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm tại các khuôn khổ hợp tác đa phương cả trên phương diện hành pháp và lập pháp. Tôi tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp hết mình cho tiến trình hợp tác và phát triển của IPA, cho sự lớn mạnh và trường tồn của cộng đồng ASEAN, mái nhà chung của hơn 650 triệu người dân các dân tộc anh em trong khu vực chúng ta. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dưới sự chủ trì của Ngài Chủ tịch, sự chuẩn bị chu đáo của Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các nghị viện thành viên IPA, Ban thư ký IPA, Đại hội đồng IPA lần thứ 42 sẽ thành công rực rỡ. Một lần nữa, xin gửi tới Ngài Chủ tịch và toàn thể Đại hội đồng lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Sáng nay ngày 23 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn đã chính thức tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng IPA 42 theo hình thức trực tuyến. Với chủ đề Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam trong nhiệm kỳ khóa 15, thể hiện rõ thông điệp về một Quốc hội Việt Nam không ngừng đổi mới, trách nhiệm, tích cực và chủ động đối với hợp tác liên nghị viện đa phương khu vực. Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, Ngài Penhin Dato Abdul Rahman Tayyip, Chủ tịch Đại hội đồng IPA 42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam đã gửi lời chào mừng đến các nghị sĩ tham dự hội nghị trực tuyến, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công IPA 41 bằng hình thức trực tuyến, mở đường cho Brunei tổ chức hội nghị trực tuyến năm nay. Chủ tịch Đại hội đồng IPA 42 cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của chuyển đổi số bao trùm của số hóa trong tình hình dịch bệnh hiện nay và cho rằng điều quan trọng của các quốc gia là nắm bắt và thúc đẩy tạo điều kiện cho số hóa bao trùm, nêu cao vai trò quan trọng của các nghị sĩ trong tầm nhìn ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025. Điều quan trọng là các quốc gia cùng vượt qua được giai đoạn hiện tại, kiên trì mục tiêu chung trên tinh thần hữu nghị và hợp tác cùng phát triển thịnh vượng. Tuyên bố khai mạc Đại hội đồng AIPA 42, quốc vương Brunei cũng nhấn mạnh về chủ đề của ASEAN năm nay, đó là cùng quan tâm, cùng chuẩn bị và cùng thịnh vượng. Với vai trò của mình, AIPA cũng đang tiếp tục quá trình thúc đẩy gắn kết giữa các nghị viện để tạo ra một cộng đồng ASEAN ngày càng gắn kết hơn. Chủ đề AIPA 42, phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới cộng đồng ASEAN năm 2025 một lần nữa khẳng định những cam kết của các nghị viện thành viên asean để tạo dựng một cộng đồng asean thành một khu vực kinh tế hàng đầu các nghị viện sẽ tiếp tục vun đắp để ipa trở thành diễn đàn tổ chức hợp tác nghị viện đa phương hiệu quả brunei tin tưởng ipa và asean sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau hơn nữa để có thể đối mặt với những thách thức của khu vực và thế giới trong bối cảnh khó khăn này với tinh thần hợp tác hữu nghị Cũng trong sáng nay, Đại hội đồng IPA 42 đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất để thông qua các chương trình nghị sự trước khi chính thức bắt đầu nội dung chính vào buổi chiều. Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei, chủ tịch IPA 42 điều hành phiên họp. Tại phiên họp, các nước thành viên cho ý kiến về việc cử phó chủ tịch Đại hội đồng chủ tịch IPA 42 và giới thiệu đại biểu từng nước. Tiếp đó, các nước thảo luận và thông qua chương trình hoạt động IPA 42, chương trình nghị sự IPA 42, thành phần của các ủy ban của IPA 42. Về phía Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên bố ủng hộ những nội dung trong chương trình hoạt động và nghị sự của Đại hội đồng IPA 42. Tiếp tục chương trình là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương và thông tin tiêm chủng trên cả nước ghi nhận từ Bộ Y tế. Tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 11 giờ ngày 23 tháng 8 thành phố Hà Nội ghi nhận 13 ca dương tính mới, trong đó có 8 ca tại cộng đồng và 5 ca trong khu vực cách ly. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, tính từ ngày 27 tháng 4 đã có 144.893 trường hợp điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 17.065.896 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tụ tập, khai báo y tế. Đồng thời, tiêm vaccine phòng Covid-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trước ngày 15 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Việc thực hiện bắt đầu từ 0 giờ ngày 23 tháng 8. Từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu tăng cường biện pháp giãn cách xã hội để chống COVID-19 với yêu cầu ai ở đâu ở đó. Thực hiện xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch, người dân là chiến sĩ trong phòng chống dịch. Thành lập tổ công tác đặc biệt tại các phường, xã, thị trấn để thực hiện công tác kiểm tra, nhắc nhở, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội đi chợ thay cho người dân, thực hiện an sinh xã hội, tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Một nhiệm vụ trọng tâm nữa mà thành phố đặt ra là tập trung chăm lo cho F0, điều trị người có triệu chứng, chuyển nặng, hạn chế tỷ lệ tử vong, đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân, xét nghiệm toàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội để phát hiện sớm F0, kịp thời ngăn chặn dịch lây lan. Đêm qua trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân tăng cường phòng chống dịch COVID-19 với sự bổ sung nhân lực từ lực lượng quân đội do Trung ương tăng cường. Không giờ ngày 23 tháng 8, mặc dù trời mưa nặng hạt, nhưng gần 500 chiến sĩ của sư đoàn Bộ binh 5, quân khu 7 đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng cường cho 30 chốt kiểm soát trên 11 phường của quận 12. Sau khi thực hiện nghi thức ra quân nhanh chóng, gọn nhẹ, các chiến sĩ chia thành các đội nhỏ lên xe ra các điểm chốt để hỗ trợ cho lực lượng công an dân phòng địa bàn ngoài cái công tác tuyên truyền ra thì lực lượng là hỗ trợ trực các chốt rồi cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân thì những cái việc gì khó đó thì thấy lực lượng quân sự là à, mạnh dạng là đi đầu mặc dù ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ lo lắng bởi công việc phải tiếp xúc với rất nhiều người hiểm nguy luôn rình rập Thế nhưng các chiến sĩ của sư đoàn bộ binh 5 quân khu 7 vẫn rất cố gắng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xuất phát từ lòng tin yêu của nhân dân, à, chúng tôi là người cán bộ chiến sĩ cách mạng thì phải cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy lùi cái dịch Covid thì nhân dân à, bình yên thì cán bộ chiến sĩ bộ đội mới vui trong lòng và cảm thấy bình yên được. Trong thời gian tăng cường siết chặt thực hiện chỉ thị 16 tại thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng quân đội tăng cường sẽ tiếp thêm sức mạnh, tinh thần cũng như tính kỷ luật để các lực lượng chức năng và người dân yên tâm, nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản khẩn về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Theo quy định từ 0 giờ ngày 23 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, tất cả các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh triển khai làm việc tối đa 1/4 nhân sự, thực hiện 3 tại chỗ, một cung đường, hai điểm đến. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo công văn 2718 ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định. Riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ hay còn gọi là shipper tạm ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận huyện 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh và Hóc Môn. Sáng nay được sự ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bàn giao cho Sở Y tế 30 chiếc xe cứu thương hỗ trợ công tác phòng chống dịch. 30 xe cứu thương kèm 30 lái xe và nhân viên quân y của Bộ Quốc phòng bàn giao đợt này, trực thuộc các đơn vị quân y thuộc quân khu 9 và quân khu 7 cùng tham gia với lực lượng quân y Bộ Quốc phòng, còn có đội ngũ cựu chiến binh là các y bác sĩ quân y đã nghỉ hưu tình nguyện cùng với lực lượng tuyến đầu tham gia công tác lấy mẫu, xét nghiệm, khám bệnh và điều trị chăm sóc cho người bệnh COVID-19. Hôm nay thì chính thức là nhận bàn giao 30 xe cấp cứu để cùng với cái hệ thống xe cứu thương của thành phố sẽ tổ chức tốt hơn nữa trong việc cấp cứu người bệnh. Trước đó, gần 4.000 cán bộ chiến sĩ của quân khu 7 đã được điều động ra các chốt kiểm soát dịch và các tuyến y tế cơ sở ở địa bàn để hỗ trợ nâng cao năng lực công tác phòng chống dịch cho thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại thành phố Vinh, bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn thành phố được nâng cao trên một mức so với chỉ thị 16, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, ai ở đâu, ở yên đó. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày. Trong sáng nay, người dân thành phố Vinh đã chấp hành nghiêm túc các tuyến phố chính như Lê Duẩn, Quang Trung, Nguyễn Thị Minh Khai trở nên vắng bóng người. Trong thời gian tới, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh sẽ tiến hành lấy mẫu gộp test nhanh cho 500.000 người trên địa bàn để phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Dự kiến Sở Y tế Nghệ An sẽ điều động khoảng 1.000 nhân viên y tế hỗ trợ thành phố Vinh lấy mẫu trong 4 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 24 tháng 8. Hôm qua, ngày 22 tháng 8, đoàn công tác thành phố Cần Thơ tổ chức đón thành công 309 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê hương. Cùng ngày, tỉnh Hà Nam cũng đã tổ chức đón công dân trở về, tất cả đều an toàn và xuân sẻ. Đoàn công tác chuẩn bị 26 xe ô tô gồm có công an thành phố Cần Thơ cùng các xe cứu thương, xe của đội xét nghiệm và xe tải chở các xe gắn máy của người dân về cùng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ngay tại điểm đón ở bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời lập danh sách những trường hợp có kết quả dương tính để báo cho cơ quan y tế địa phương điều trị. Riêng những trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính được đưa lên xe về Cần Thơ và đưa vào khu cách ly tập trung 14 ngày tại ký túc xá khu A của trường Đại học Cần Thơ. Cùng ngày 254 công dân là người Hà Nam đã được tỉnh tổ chức đón từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương an toàn. Đây là đối tượng phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người già, trẻ em và lao động mất việc làm đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi trở về địa phương. Sau khi trở về Hà Nam sẽ được cách ly tại trường Cao đẳng Y tế và Cao đẳng nghề Hà Nam. Kinh phí tổ chức đón công dân và cách ly tập trung được thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn tài trợ. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ một đối tượng vượt chốt kiểm soát phòng dịch, tông chiến sĩ cảnh sát cơ động bị thương nặng. Rạng sáng ngày 22 tháng 8 năm 2021, chốt kiểm soát phòng chống dịch tại cầu Him Lam quận 7 phát hiện một xe mô tô khả nghi, liền ra tín hiệu dừng xe thì đối tượng tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào thượng sĩ Nguyễn Nhật Thành thuộc đội đặc nhiệm trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh. Hậu quả khiến đồng chí Thành bị thương nặng ở đầu, khẩn trương được đưa đi cấp cứu. Đối tượng bị bắt tên Kha Chuẩn Đức, sinh năm 1982, trú tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng ra tù năm 2017, thụ lý 19 năm với tội giết người, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Nhờ được chăm sóc kịp thời, hiện sức khỏe của thượng sĩ Thành đã ổn định và sẽ sớm quay trở lại làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phòng chống dịch. Trong phần tin tiếp theo, xây dựng cơ sở dữ liệu cung ứng tiêu thụ nông sản toàn miền Bắc. Nghệ thuật truyền thống tuyên truyền chống dịch Covid-19. Thưa quý vị, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng hệ thống điều hành cơ sở dữ liệu cung cầu nông sản, cập nhật dữ liệu sản xuất, cung cầu, điểm bán toàn miền Bắc. Đây là nền tảng trong chuyển đổi số nông nghiệp, gắn quản trị sản xuất với thị trường tiêu thụ nông sản. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, đến nay đã có 13 trong tổng số tổng số 31 địa phương khu vực phía Bắc cử đầu mối phối hợp với tổ công tác của bộ và cung cấp danh sách 1334 các đầu mối cung ứng nông sản. Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 210.000 người lao động, hộ gia đình theo chính sách đặc thù của thành phố. Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng toàn thành phố có gần 1,53 triệu người lao động có quyết định hưởng các chính sách chế độ, nguồn lực hỗ trợ với số tiền gần 208 tỷ đồng. Đa số người đã có quyết định hỗ trợ đã được nhận tiền mặt. Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 29.000 người nhận quyết định hỗ trợ với số tiền hơn 43,4 tỷ đồng, trong đó hơn 17.000 người đã nhận tiền, mỗi người 1,5 triệu đồng. Sau ngày 1 tháng 8, số lượng người Thanh Hóa trở về từ tỉnh ngoài đã giảm hẳn, song trước đó hàng chục ngàn người đã về tới địa phương. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp cách ly giám sát, nhiều huyện tại Thanh Hóa đã xây dựng phương án việc làm cho nhóm đối tượng này. Từ đầu tháng 5 đến nay, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận gần 5.000 lao động từ vùng dịch trở về. Đa phần trong số này không thể trở lại các tỉnh thành phố lớn để làm việc. Vì vậy, huyện Hậu Lộc đã tiếp xúc với các doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu về tay nghề, từ đó xây dựng phương án việc làm cho nhóm lao động này. Để sắp tới là có dự án mở rộng nữa thì là quy mô có thể lấy lên thêm khoảng 500 công nhân nữa thì tổng là khoảng 1.000. Còn hiện tại nếu mà à, con em địa phương ở Thanh Hóa ở vùng dịch về nếu mà có nhu cầu công việc thì là chúng tôi vẫn sẵn sàng là tuyển dụng kể cả người có tay nghề còn nếu chưa có tay nghề vẫn sẵn sàng là để đào tạo. Ủy ban huyện đã giao cho phòng lao động thương binh xã hội xây dựng phương án khảo sát rất cụ thể số con em từ địa phương khác về. Thì qua khảo sát với các doanh nghiệp thì số giải quyết việc làm theo nhu cầu của các công ty đến giờ là khoảng gần 3 rưỡi. Việc các địa phương sớm xây dựng phương án tạo công an việc làm cho những lao động đã hoàn thành thời gian cách ly sẽ bảo đảm an sinh xã hội, giúp người lao động yên tâm chấp hành chủ trương ai ở đâu ở yên đó góp phần vào kết quả phòng chống dịch của tỉnh Thanh Hóa nói riêng và cả nước nói chung. Dù đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của cả nước, nhưng thu ngân sách của thành phố Hải Phòng vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng tốt, thuộc nhóm cao nhất cả nước và khả năng sẽ hoàn thành dự toán thu 33.000 tỷ đồng trong năm nay. Số liệu từ cục thuế thành phố Hải Phòng cho biết, sau 7 tháng đầu năm nay, số thu ngân sách nội địa của thành phố đạt 18.650 tỷ đồng, tăng trưởng 34,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 70,9% dự toán trung ương giao. Về cơ cấu nguồn thu, tại khu vực FDI đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán cả năm, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó nhiều doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh hiệu quả và nộp ngân sách lên tới hàng trăm tỷ đồng ngoài ra một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nằm trong khu kinh tế đình vũ cát hải đã hết thời hạn được hưởng ưu đãi thuế và bắt đầu nộp thuế cũng là một trong những yếu tố tăng thu ngân sách có được kết quả rất đáng khích lệ này là bởi thành phố hải phòng đã xác định đúng hướng bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả để ổn định sản xuất kinh doanh và kiên định mục tiêu tăng trưởng Thưa quý vị, thời gian vừa qua đã có hàng trăm tác phẩm nghệ thuật ra đời để tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhiều tác phẩm đã sử dụng loại hình nghệ thuật truyền thống làm chất liệu sáng tác, trong số đó có những ca khúc được soạn lời dựa theo các làn điệu trèo cải lương của nhà biên kịch nhạc sĩ Lê Thế Song. Thành phố mang tên Bắc Kinh yêu vẫn rực rỡ cứu xa mặn mà đầm Những giai điệu cải lương đầy ngọt ngào này nằm trong ca khúc Chặn dịch kiên cường thành phố yêu thương do nhà biên kịch nhạc sĩ Lê Thế Song soạn lời. Đây là một trong chùm ca khúc mới nhất về chủ đề tuyên truyền phòng chống Covid-19 mà tác giả Lê Thế Song gửi tặng người dân miền Nam. Tôi nghĩ rằng bài cải lương, chọc cải lương trong lúc này viết về đề tài Covid với các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và những người dân đang căng mình và cùng kết hợp, cùng đóng góp cùng cả nước để chống dịch thì không chỉ bằng bằng những chập quẻ lương bằng những làn điệu lý nam bộ bằng những điệu những làn điệu vọng cổ thì sẽ có sức uh, cổ vũ và có một cái sự đồng cảm rất lớn với người nghe với người xem trong đó có một số ca khúc công chúng sẽ thấy sự kết hợp rất thú vị giữa các nghệ sĩ ở hai đầu của tổ quốc là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ năm 2020 đến nay, tác giả Lê Thế Song đã soạn lời cho ra mắt khoảng 20 tác phẩm khác về đề tài chống dịch dựa trên các làn điệu chèo quan họ. Tôi lại là một tác giả sân khấu kịch hát thì không có lý do gì một người viết kịch hát lại không viết đến tác phẩm về nghệ thuật truyền thống. Nghệ thuật truyền thống luôn luôn là động lực, là sự phát triển luôn luôn đem đến cho tất cả mọi người dân những sự đồng cảm sâu sắc nhất từ sâu thẳm trái tim mình để họ cùng hướng về một tương lai tốt đẹp hơn và nghệ thuật dân tộc hồn cốt của dân tộc đã bản sắc của dân tộc không bao giờ có thể mai một được trong lòng những người dân Việt Nam có thể nói đó là minh chứng cho nỗ lực cùng cộng đồng đẩy lùi dịch Covid-19 của người nghệ sĩ chưa bao giờ tách mình ra khỏi thời cuộc của đất nước. Chính điều này phần nào tiếp lửa thêm cho mỗi người việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh. chuyển sang phần tin quốc tế, lực lượng phản kháng Taliban phản kích. Vận tải biển toàn cầu giảm 10% trong năm 2020. Thưa quý vị, giao tranh đã xảy ra tại ba huyện miền Bắc Afghanistan giữa lực lượng phản kháng và các tay súng Taliban. Đây là cuộc phản kháng đầu tiên trước Taliban kể từ khi lực lượng này giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul ngày 15 tháng 8 trong khi đó cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề afghanistan cũng như các mối nguy cơ an ninh trong khu vực Hiện một phong trào phản kháng Taliban đang được hình thành ở Thung lũng Panxi với sự tham gia của một số quan chức trong chính quyền cũ và một số binh sĩ đặc nhiệm trước đây. Tuy nhiên, lực lượng đối kháng này cho biết vẫn muốn đối thoại với Taliban để chấm dứt cuộc chiến hiện nay. Panxi có vị trí địa lý hết sức đặc biệt ở Afghanistan, nằm bên rìa dãy Himalaya, giống như một pháo đài tự nhiên. Taliban thông báo đã triển khai hàng trăm tay súng tới thùng lũng này. Trong khi đó, Thủ tướng Anh cho biết sẽ triệu tập hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo nhóm G7 để thảo luận cuộc khủng hoảng tại Afghanistan. Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận sẽ tham dự cuộc họp này. Ngày hôm nay, các nhà lãnh đạo tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể cũng nhóm họp dưới sự chủ trì của Nga để tìm giải pháp chung cho những thách thức tại khu vực biên giới Afghanistan. Xuyên suốt toàn bộ bài phát biểu đầu tiên trước công chúng Malaysia trên cương vị thủ tướng thứ 9, ông Ismail Sabri Yaakob đã kêu gọi xây dựng một đại gia đình Malaysia chiến thắng COVID-19 và thịnh vượng trở lại. Ông Ismail Sabri đảm nhận vai trò thủ tướng vào thời điểm được coi là khó khăn khi mà tranh chấp đảng phái khiến chính trường Malaysia đã phải thay đến ba thủ tướng trong 4 năm qua. Chính vì nhận thức được nhiệm vụ khó khăn của mình, ngay từ đầu bài phát biểu đầu tiên trên công vị Thủ tướng, ông Ismail đã khơi dậy tinh thần đoàn kết vì gia đình Malaysia. Ông Ismail cũng mời lãnh đạo đảng đối lập tham gia Hội đồng Phục hồi Quốc gia và Ủy ban đặc biệt về COVID-19. Trong vấn đề kinh tế, chính phủ mới sẽ tập trung vào những người Malaysia bị mất việc làm, phục hồi các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các ngành kinh tế trọng điểm, bao gồm du lịch trong nước, nhằm đưa Malaysia một lần nữa trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu ở Đông Nam Á. Người dân Malaysia rất hy vọng Thủ tướng Ismail có thể trở thành chiếc cầu nối giữa các đảng phái vì mục đích chung xây dựng Malaysia thịnh vượng trở lại. Tổng hợp kết quả thi đấu của ngày đầu tiên của Đại hội Thể thao Quân đội Quốc tế Army Games 2021, kíp xe tăng số 1 của đội tuyển Nga giành chiến thắng ở lượt thi đầu tiên của bảng 1, kíp xe tăng số 1 của đội tuyển Myanmar chiến thắng trong lượt thi đấu mở màn của bảng 2. Ngày 22 tháng 8, cuộc thi xe tăng hành tiến đã bắt đầu tại thao trường Alibino ở ngoài ô Moscow. Các đội Nga, Uzbekistan, Trung Quốc xuất phát ở chặng đua đầu tiên của giải hạng nhất bảng 1. Các đội tuyển quốc gia Lào, Kyrgyzstan, Mali và Myanmar tranh tài đầu tiên để giành ngôi quán quân giải hạng 2 bảng 2. Tại bảng 1, kíp xe tăng số 1 của đội tuyển Nga đã giành chiến thắng với thời gian 19 phút 26 giây, bắn hạ 5 trên 5 bia. Kíp xe này cũng đạt tốc độ cơ động rất cao trong bài thi tăng tốc với 81 km h Kiếp xe tăng thi đấu đầu tiên của đội Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai và vị trí thứ ba thuộc về đội Uzbekistan. Tại bảng 2, kiếp xe số 1 của đội xe tăng Myanmar giành vị trí thứ nhất với thành tích 28 phút 58 giây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về đội xe tăng của Kyrgyzstan, Lào và Mali. Đại hội Thể thao Quân sự Quốc tế 2021 diễn ra từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9 năm 2021 trên lãnh thổ của 11 quốc gia với hơn 5.000 quân nhân đến từ 42 quốc gia, tham gia 34 nội dung thi. Dịch COVID-19 bùng phát đã khiến hoạt động vận tải biển toàn cầu giảm khoảng 10% trong năm 2020. Các tuyến đường biển bị tắc nghẽn cũng khiến cho tình trạng thiếu hụt container tiếp tục trở thành vấn đề nóng hiện nay. Chậm chế vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển và gián đoạn chuỗi cung ứng là những vấn đề phổ biến kể từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Tình trạng chậm chế trong vận chuyển hàng hóa bằng các tuyến tàu biển trên toàn cầu gia tăng đáng kể trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021 làm gia tăng chi phí vận chuyển. Các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu xuất hiện gần đây ở nhiều quốc gia cũng làm gián đoạn lịch trình và ảnh hưởng đến dòng chảy lưu chuyển hàng hóa thông qua các cảng vốn đã phải chịu nhiều áp lực ba công ty Trung Quốc sản xuất khoảng 80% container toàn cầu đã tăng sản lượng. Tuy nhiên, các công ty dịch vụ container hàng đầu của châu Âu, vốn chiếm hơn 50% thị phần, lại là bên được hưởng lợi trước. Để giải quyết vấn đề này, các công ty vận tải biển đã điều chuyển container từ các tuyến thương mại ít sinh lời hơn để ưu tiên các tuyến có lợi nhuận cao hơn, ví dụ như tuyến đường từ Trung Quốc và châu Á sang châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả Mỹ cũng đang gặp phải tình trạng ứ động hàng hóa tại các cảng trong mùa cao điểm. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết nếu các thử nghiệm vắc-xin nội địa thành công, Thái Lan sẽ là thành viên đầu tiên của ASEAN tự sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của riêng mình. Hiện tại, Thái Lan đang tiến hành nghiên cứu nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 và đã thu được những kết quả nhất định trong thử nghiệm lâm sàng. Vaccine Chulaco-19 hiện đang là loại tiến xa nhất của Thái Lan khi đang bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba. Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, quốc gia này sẽ có thể bắt đầu sản xuất vaccine hiệu quả của riêng mình. Là trung tâm sản xuất của khu vực, Thái Lan dự kiến sản xuất ít nhất 10 triệu liều vaccine AstraZeneca hàng tháng, nhưng chỉ có thể cung cấp từ 5 đến 6 triệu liều cho thị trường nội địa. Cho đến nay, quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho 7,1% dân số quý vị thân mến thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại